Con gái thì yêu bằng tay, con trai thì yêu bằng mắt. Người ta nói ngọt vài câu, em tự giam mình trong lòng sắt. Biết bao nhiêu người tốt với em, sao em cứ cố chấp đâm đầu. Anh cũng là một trong số họ, vì yêu em anh cứ mãi mong cầu. Mong em được vui vẻ, không muốn thấy giọt lời em rơi. Anh vì họ còn em vì anh. Đã qua nhiều bao nhiêu đêm trôi, lòng tổn thương khi em phớt lờ. Phải làm gì cho anh bất khờ, mang con tim trong người vô tình. Em xem rồi. Anh như người vô hình. Người đã mãi rời xa, tình chiếc lá nhẹ rơi. Bước chân về tìm những kỷ niệm xưa. Nhẹ rơi lạnh buốt giá bờ vai, mỏi mòn đợi chờ mãi bóng hình ai. Người yêu hỡi anh ơi chốn nào, thì ở phía anh đâu hay biết bao đêm nhung nhớ anh. Từng đêm thao thức môi hôn đó em nghẹn gìn giữ trong lòng từng phút giây. Xưa anh nói chọn đời chọn kiếp yêu em tha thiết, sao giờ anh thay đổi thì ngờ khi sao anh gian dối trái tim em đắp tan. Hay quá Diêm ơi, em hoang mang quá. Thưa quý vị, là Thu Thủy tập trung hết sức để tìm ra nhân vật này và tới bây giờ vẫn chưa biết lại. Chắc nào em lúc đầu là bạn đọc tiếng Bắc mà sao em ơi, giờ bây giờ em bỏ đi cái người đó không phải nữa rồi. Bây giờ em kiếm người khác đi. Chim ơi, chim gặp bạn Thủy chim gật đầu, còn chim chưa gặp chị Thu Thủy chim lắc đầu. À, gặp rồi. Đừng nói Thu Thủy. Ở đây còn biết gì chị biết. Tại vì cái người mà hồi nãy em tâm sự với anh là em đoán người đó, và từ nãy giờ trong đầu em cứ nghĩ là người đó, cho nên em tưởng tượng mà bây giờ không phải cái người mà em đang nghĩ trong đầu. Tôi có một niềm tin là Chim Tuấn Kiệt biết rồi. Dễ dựng biết. Cái này em lại nói thiệt tiếp nha chị. Từ lấy nữa má chị... dặn sao? Má dặn là phải luôn nói thiệt. Em giúp chị nè, là em đè được con mắt của con chim rồi. Trời, cái gì? Cái gì? Con chim có mắt chứ anh. Nó đi được con mắt của con chim. Dạ. Rồi. Đó anh thấy không? Mắt này là mắt một mí. Mà nãy biết tiếng Hàn nữa, chắc chắn là có liên quan tới Hàn Quốc. Xưa giờ chị có làm việc với rapper nào mà liên quan tới bên Hàn Quốc chưa? Chưa làm việc với ai tiếng Hàn gì hết trơn. Vậy sao người ta nói ta biết chị kìa? Vì lúc bạn biết nói tiếng Hàn thôi chứ bạn không phải là người Hàn hay sao, hay là như thế nào? Lâm, em là em của chị, mình đã làm việc chung rất nhiều lần. Chị muốn hỏi vấn đề gì? Cho chị hỏi bạn này, em có biết không? Biết. Biết hay không? Wow. Biết. Ghê vậy. Phải nổi tiếng chứ chị. Hồi nãy lúc em vào em đoán ra được một cái người liên quan tới cái bài này. Ừ. Nhưng mà hôm nay em nghe bạn cất giọng lên là khác hoàn toàn, em bị suy sụp. Người em đoán lại. Bạn này là lâu lắm rồi, coi như là em rất là muốn gặp. Và ngày hôm nay em cũng mong là bạn ấy sẽ xuất hiện để cái cho... Cái bạn Lai Lai đúng không? Đúng rồi, em muốn gặp tên bạn đó à? Ngay trên sân chương trình luôn. Tên là gì ạ? Tên là Tony Việt. Tony Việt. Là người đã đóng clip chung với Thủy trong cái MV Think of You. Bạn này gấp 4 lần Tony Việt. Em rất to. Thu Thủy sẽ nhìn ba người chơi dưới đây. Thu Thủy nhìn tất cả mọi người trong phim trường để xem phản ứng của họ khi nhân vật bí ẩn mở mặt nạ ngay bây giờ. Dạ. Yeah. Dạ, em chào anh Việt. Khỏe không anh? Lâu quá không gặp anh. Dạ. Chết rồi. Đẹp trai dữ thôi luôn đó, trời đất ơi, y như Lai. Ủa mũi em có sửa không? Sao mà cao dữ vậy? Người ta lây Nga mà anh nên mũi cao là đúng rồi. Đẹp quá. Nghe đồn bây giờ mới thấy đấy. Cho em phỏng vấn bạn này luôn. Trời ơi, trời ơi. Ủa em ơi. Em hả? Dạ, con chào cô. Gọi chị em thôi, gọi gì tới cô ghê vậy. Ủa, em có hát chung với chị chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Em là rapper hả? Dạ em thích rap lắm. À thích rap thôi hả? Dạ. Em làm nghề gì? Nghệ sĩ chị, làm nghệ sĩ. Dạ, em làm nghệ thuật. Anh này là ảnh mắt hí. Mắt một mí, mập thiệt là mập. Mắt hí, mập.
làm nghệ thuật, đọc rap được, diễn được. Nổi tiếng không? Trời ơi, nổi tiếng rồi. Trẻ với trẻ thích. Anh đã từng khảo sát trên 100 người ở bên Nhà Bè. Ai cũng biết cậu này. Ủa, nếu mà nổi tiếng thì chắc em có rất là nhiều bài hit đúng không? Dạ, em có một bài hit. Không, cũng đúng. Tại vì nổi tiếng có một bài hit là cũng đúng. Em cao mét mấy vậy? Em cao một mét 76. Mắt em hí đúng không? Mí đúng không? Dạ, mắt em không có cái mí. Gì kỳ vậy trời? Người này rất là nổi tiếng luôn. Rất nổi tiếng trên trên sóng truyền hình và đặc biệt là trên YouTube. Những clip nhỏ đó về rap đồ với trẻ rất là thích. Thích lắm, trên 100 kg. Thì em you nghĩ nghe Big Boy. Anh vui 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 cho chị nghe thử là chị biết tiền à. Thấy chưa? Bé Châu hát hãy cho tôi coi. Đó đi ạ. Người đọc rap có tiếng và nổi tiếng trên YouTube. Mắc một mí nữa. Em nghĩ là Lưu Hoàng. Lưu Hoàng. Đáp án cuối cùng là Lưu Hoàng. Xin cảm ơn. Yeah. Người đã mãi rời xa, tình chiết la nhẹ rơi, bước chân về tìm những kỷ niệm xưa, còn vương vấn nghe cho xót, nhói tim đau giọt nước mắt nhẹ rơi, lạnh buốt ra bờ vai, mỏi mòn đợi chờ mãi bóng hình ai, người yêu hỡi anh nơi chốn nào, thì ở phía anh đâu hay biết, bao đêm nhung nhớ anh từng đêm thao thức môi hôn đó. Trong lòng từng phút giây, xưa anh nói trọn đời trọn kiếp yêu em tha thiết, sao giờ anh thay đổi thì ngờ kia, sao anh gian dối trái tim em nát tan. Con gái thì yêu bằng tay, con trai thì yêu bằng mắt, người ta nó ngọt vài câu và em người da mà trong lòng sắc. Ủa, đừng đánh lại không? Tốt với em, sao em cứ cố chấp đâm đầu? Anh cũng là một trong số họ, đã vì yêu em anh cơ mà mong đợi, mong em đừng hay gặp lại em quên, em phải quên em vì họ khó khăn vì em thức một mình qua nhiều đêm cho em không thờ, phải làm sao cho anh bớt khờ, mang trái tim cho người vô tình và em xem anh như người vô hình. Chết liền Quốc Khánh. Quốc Khánh, Quốc Khánh ngày hôm nay xuất hiện. Mà chị thấy coi những sản phẩm của Quốc Khánh chưa? Có rất là nhiều rồi nhưng chưa bao giờ được làm việc chung. Bởi vậy cho nên là không thể nào mà nhận ra được cái giọng nói. Bên diễn viên là Thủy không có thể nào mà dạ, xin biết thưa, được bên luôn. Bên này có phải ca sĩ đâu. Nhưng mà Lâm thì là Thủy đã có dịp làm việc nhiều lần rồi. Nãy em gửi chị là mắc một mí, chị không nghe em. Chịu, khó quá. Mà thật ra là khó thiệt vì sao? Nãy giờ Thủy cứ nghĩ về cái đường ca sĩ đúng không? Đúng rồi. Còn Khánh là diễn viên và Khánh có tài đọc rap, hát hay nhảy múa rồi cũng vui. Thì như vậy là nhân vật bí ẩn thứ hai đó chính là Quốc Khánh. Nói chuyện em, nói chuyện vui. Ủa giờ nói tôi đâu được. Tưởng chưa nói. Giống như dạ. You know Big Boy thiệt luôn á. Em biết chị Thu Thủy, nói chung là chị em chưa có làm việc. Gặp. Nhưng mà em đi làm em cũng thấy chị Thu Thủy đi làm, có thể là em cũng chào chị mà chị không có nhớ tại vì chị em không có làm việc chung. Có chào luôn hả? Có. Em làm như nghệ sĩ tụi anh hổn láo lắm vậy. Không phải là chưa gặp thật sự luôn, chưa thấy em ấy chào em luôn á. Gặp đàn chị là phải chào chứ. Thì em cũng sợ chị Thu Thủy không chọn ra em lắm. Nhưng mà đúng rồi, em với chị không có chưa từng làm việc chung, không có dính dáng gì nhiều ngoài cái chuyện là dì hai em cũng tên Thủy. Quá dì trời hai. Luôn á. Nói chung là cái vương miện vẫn còn đang thuộc về anh Vũ Hà. Hay quá. Thưa quý vị, như vậy là nhân vật bí ẩn thứ hai là Quốc Khánh và Thu Thủy lựa chọn là Lưu Hoàng. Thu Thủy không chính xác. Giờ gặp rồi nè, biết không?